Ok, tôi sẽ chia sẻ một số cái như nào nhỉ? Kinh nghiệm của tôi trong khi mà làm về RPC AI. Ok. Trước tiên thì nói về app trước đi. Đây, app đây. Đó, một số ông lúc mà bắt đầu chơi cài và bị lỗi thì như kiểu là chạy được vài bữa thì lỗi ấy. Thì tôi có một cách chính là các ông cài Python vào. Cài Python vào là hết lỗi. Python này, Python 3.1 này, các ông cứ lên trên mạng ấy, sau cài cái này về thế là xong. Đó là sẽ xử lý được một số cái lỗi vớ va vẩn. Còn đối với app đi. Đây là giao diện chính của app, thì ông nào dùng rồi thì biết, còn ông nào chưa biết thì xem. Đây, về mặc định ấy, mấy ông mà không có GPU ấy thì nó sẽ để là CPU, hoặc là một số ông có nhưng mà nó không bật sẵn ấy. Đó. Thế này, bật bật sang đây thì tốc độ render nó nhanh hơn, nhưng mà chỉ hỗ trợ cho CUDA thôi, cho NV đây. Đây, chỉ hỗ trợ cho NVIDIA thôi, còn ông nào mà dùng AMD như tôi thì phải bán card đi, mua card mới. Đấy. NVIDIA này thì mới chạy được. Còn bên AMD thì không. CPU thì làm về CPU rất là lâu, thường thì một bài tôi làm khoảng một bài 3 phút thì làm khoảng 10 phút điện. Khá là lâu. Còn các chế độ khi mà xuất giá thì thường nó sẽ bị rẻ hơn là GPU. Đây, tôi sẽ giải thích một số thứ của cái lìn này. Nó không phóng to gì nhỉ. Đây. Chip Hover và Grepia là hai chế độ tốt nhất. Nhưng mà ấy, cái này nó nhận toàn bộ mọi cao độ, thế nên là một số đoạn nó sẽ bị lỗi. Các ông chỉ phù hợp khi mà dùng mấy cái chức năng liên quan đến như kiểu là nhạc remix hoặc là cái gì đó nhạc nhanh mà nó không quá rõ tiếng thì các ông dùng cái này thì ok. Còn nếu mà muốn âm thanh nó thoát xuất ra thật là tốt nhất ấy, thì các ông dùng Hover này. Lúc mà các ông Hover ấy thì nó sẽ bị khựng, không biết máy các ông thế nào chứ một số người và cả tôi nữa thì sẽ bị khựng một đoạn, ví dụ kiểu là tôi import một cái âm thanh của nhạc, ví dụ là Tuấn Cùi thì Tuấn Cùi, anh Tuấn Cùi này, đây tôi nhập giọng của ai nhỉ, nhập giọng của Yotaro đi, Yotaro đi, đây này. Cái này là cân bằng nhất nhưng mà lag nhất, hai cái này thì ok nhất. Cái này là nó, cái này chính là cái phiên bản tệ hơn của cái này thế thôi. Còn DO với PM nhá, tôi khuyên các ông là hai cái chức năng này tốt nhất là vứt đi, chả nên dùng làm gì, vì lúc render thì tôi thấy tốc độ chả khác nhau là mấy, nó chỉ khác nhau khi là các ông dùng chip quá yếu thôi. Còn đây tôi sẽ dùng cái này, đây là tôi không biết đó, tóm lại là càng kéo thì càng mạnh, càng kéo thì âm thanh sẽ càng tốt hơn nếu kéo lên đó. Và nếu mà các ông đã xuất một cái file rồi thì file sau sẽ đè file trước vì nó cùng tên mà, đấy nó sẽ bị khựng nhé. Đây là đang để CPU này, để CPU thì CPU sẽ bị ăn, đây CPU ăn này. CPU ăn thì phế lắm, nó không, nó ăn rất là cao nhưng mà nó làm rất là chậm. Tôi sẽ rất tiếc là cái app này nó không có nút hủy. Tôi thử bấm sang là đơ. Đó. Nó hoạt động không? Không, không hoạt động. Đó. Thế các ông phải tắt app đi. Đấy, các ông bật app lại. Đấy, nhầm, nhầm. Tôi nhầm. Đây. Các ông bật lại app nhé. Thì hãy khuyên là hãy dùng em cạc GPU. Đấy. Đây. Chọn lại những lúc nãy này. Chọn là Yotaro. Đợi nó loát một tí, nó phải loát. Đây. Các ông có nhìn CMD là nó sẽ báo báo lệnh. Tuấn Cùi này. Cover.
Còn các ông hỏi là bật cái bảng task manager ở đâu thì chuột phải vào thanh task bar này, vào cái chỗ không có gì ấy, chọn task manager là ra sẽ ra đây performance này. Đấy, nếu các ông bật sang GPU thì GPU sẽ chạy đó và nó ăn 3D. Tôi cứ nghĩ là lúc đầu mà khi mà làm cái AI này tôi cứ nghĩ là nó ăn video encode hoặc là video decode mà không ăn, ăn 3D phải chịu ạ. Và hình như là cái này nó không ăn CUDA hay là sao, hay là có ăn CUDA nhỉ, hình như nó ăn CUDA tôi không biết nữa. Bình thường thì tôi đang dùng bây máy tôi thì tôi dùng cái driver của gì nhỉ, driver của Studio. Còn các ông thì chắc là đang cài driver của bên gì nhỉ? Của bên gaming ấy. Tôi thấy cũng không khác biệt lắm nhưng mà đó xong rồi đấy nha, tôi sẽ mở đoạn này lên cho các ông nghe. Đấy, cái GarageBand này nó cứ bị lỗi kiểu gì ấy. Âm thanh nó to ra không tốt. Tôi nghĩ là tôi sẽ dùng cái giọng khác để nó dễ phân biệt hơn này. Bài gì ta? Sóng gió. Sóng gió đi. Chắc là file này. Vì nó nhận không rõ tiếng thì làm nhạc remix thì được. Còn Harvard này cứ nhạc thường mà phàng. Còn app edit thì tôi sẽ dùng cắp cắp thôi vì nó dễ, nó nhẹ đó. Cứ cắp cắp mà phàng. Đó. Đây, tôi sẽ tổng dự án mới. Tên là test đi. Test. Nhập file. Đây, tí nữa thì nhập file kia vào thôi. Hip-hop, xong cho. Ok, thế là xong. Thì quay trở lại cứ về cái kia đi. Xong job này. Không biết là tôi làm đúng cái file không nhưng mà tôi không quan tâm nữa. Đây. Để nó song song với nhau được. Hồng trần trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây. Từ này thơ đã còn lộ mơ đến khi em đấy cái câu này này nó xuôi xuống đó vì nó nhận quá nhiều thông tin mà nó sẽ bị lỗi. Còn trong khi đấy các ông vào hover và cover nó sẽ bị khựng, chắc chắn nó sẽ bị khựng đấy, nó sẽ bị khựng mà tôi biết ngay mà. Nhưng mà âm thanh cho ra nó sẽ tốt hơn một tốt, nó sẽ tốt hơn theo một hướng nào đó và một cách nào đó thì nó sẽ không nhận vài âm thanh, khá khó chịu ở phần đấy. Nhưng mà chắc chắn là khu khúc đấy nó sẽ bị, chắc chắn là không phải nó sẽ bị nhưng mà nó sẽ đỡ hơn đó. Tôi không đảm bảo nó không bị đâu nhá, nó sẽ bị và nó bằng cách thần kỳ nào đó thôi. Phút giây từ ngày thơ ai còn gồ mơ đến khi em lòng người anh đâu có hay một ngày khi vô thánh bay. Đấy nghe cũng được phết, nghe cũng được phết. Mà hôm qua thì tôi làm một cái bài về gì nên train model gì. Nhưng mà việc này cũng không khả thi lắm vì tôi xem trên Google Colab thì một bài nó mất tầm 1 tiếng 30 phút các thứ để xuất ra một video. Và trong máy tôi cũng vậy, tôi làm một cái file chắc phải tầm 2 tiếng ấy, một cái file tầm 2 tiếng
Ờ, đây tôi cho ông xem cái chỗ train model, nó ăn rất rất nhiều cấu hình luôn, nó ăn lúc mà train rộng nó ăn tận đấy, nhầm rồi, lúc mà train rộng thì nó ăn của tôi tầm 12 GB, 12 GB cả VRAM lẫn cả RAM thường nữa, ăn nhiều lắm, cũng lâu nữa, máy nóng tầm 80 độ đâu, 70 độ, 70 độ C nhiều phết đấy. À, đưa rồi, đen nhỉ, máy hay đưa nhỉ. Ở đây nó đang chạy này, thì nó sẽ tự pop up ra một cái link trên Google đấy, nó dùng giao diện của web UI. Ui lạc đấy, ui lạc lạc lắm, cái nó đang chạy này này. Đây, rất là dễ thôi, nó không không có gì khó hết. Ở đây các ông chả còn quan tâm mẹ gì, các ông vào trend, nhập tên này, nhập âm thanh đầu vào, xuất ở đây, sẽ chạy ở đây, bấm vào đây, một là trend module, hai là click bằng một cú nhấp chuột và xong, nó sẽ cho ra một cái file gọi là file chấm .th ấy. Chỉ cần nén lại là xuất được ra âm thanh. Đây nó đổi nhỉ, nó đổi e này, trend trend đây, nó là cái file này, chỉ việc nén lại là chạy, ảo không, ảo vãi, cứ chạy cái file này lâu kinh khủng khiếp luôn. Và model v1 v2 ở đây đấy, nhân CPU ở đây cũng ăn cũng khá đấy. Thì cái này ông nào máy mạnh thì chơi thôi, còn nếu tôi đang định hướng dẫn trên Google Colab nhưng mà mạng của tôi yếu, cứ tầm tí nó lại tắt rồi, các ông luôn liên tục phải kết nối mạng thì may ra là dùng được, còn như tôi thì ông nào mạng khỏe tôi hướng dẫn. XD bật lại này. À, đây. Đôi cánh tay hoa đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến kiếp thơ, lòng người anh đâu có hay, đấy hay. phút thanh bay từ người yêu hóa thành mượn dân đến khi tập tờ sinh hạ thương đêm bờ vai nhỏ nhoi, đấy nhỏ 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 nhoi, nó không bị lệch tông nữa. Dẫu trời mênh mông anh nhớ đấy, âm thanh rất tốt đấy, chế độ này nếu ông chịu được cái, nếu các ông chịu được cái lác lác khúc đầu ấy thì nên dùng cái này, còn nếu các ông muốn làm video thật nhanh, thật là kiểu là như kiểu thật là công nghiệp ấy, cứ chọn này và phàm đấy, tôi khuyên khuyên thế rồi. Còn có lỗi gì, có bất kỳ một cái lỗi gì mà các ông gặp phải trên cái đời này, tôi không bị thật đó. App tôi cài cài vào nó sẽ chạy, tôi không, từ cái hồi mà tôi lập kênh ra đến giờ thì tôi chưa bao giờ bị gặp lỗi cả. Để hiểu sao, kiểu là mấy ông vào sao bảo anh ơi em bị lỗi này cài Python vào đó. Tôi chỉ biết là cài Python vào thôi, còn lỗi thì tôi chịu không biết gì luôn. Cùng lắm là bảo ôi em giải nén ra đi, giải nén là chạy được, mà giải nén là chạy được đấy. Phần đó còn edit thì cứ ném cắt cắt thôi, edit cứ ném cắt cắt, bật hết lên đấy, chọn này đẩy vào, giọng nhỏ quá thì kích kích vào đây tăng lên một hoặc là hai, thế là xong. Còn ông nào mà muốn bộ hiệu ứng của tôi cũng ok, tôi cho bộ hiệu ứng, đây là bộ hiệu ứng của tôi này, bộ hiệu ứng cũ rồi nhỉ. Bộ video gần nhất đi, video gần nhất thì đây là bài này, nó nhìn khá là dị. Đấy, nó sẽ tự động sáng lên, khá là dị. Tôi sẽ trồng, tôi không phải tới đây này, đấy tôi nhóm nó lại và tôi cho cái vào cái hiệu ứng là
Được sáng rất ăn rất rất nhiều hệ thống đó. Các ông có cạc thì mới chơi thôi, còn không người ta đi đấy. Được sáng này có cái hiệu ứng gần giống cái đấy, gọi là hiệu ứng này, nó tìm một hiệu ứng nào nó có hiệu ứng chói sáng ấy nó sẽ dùng được. Còn còn chữ nào nó bật ra ấy, thì nó là vào hiệu ứng động này này, vào cỡ loại 2 ấy, nó sẽ lướt 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 như này. Thời lượng thì đây trong video này luôn, thường là sẽ để là một một là nó bung ra luôn. Đây tôi tắt cái dòng 2 nhé, dòng 2 tắt đi này, tắt 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 thì các ông sẽ xem được đúng như mấy video ngày trước. Đấy là video của tôi như nào, hiệu ứng rực sáng cực ăn hệ thống nha, nhắc lại là ăn hệ thống cực kỳ luôn. Đây còn lúc mà xuất thì video thì tôi xuất thì tôi cũng xuất bình thường thôi. Tại tôi cũng để mặc định như này 24 frame, hôm nào ngựa ngựa tay tôi quay 4K luôn thì thế thôi đó. Còn bất kỳ câu hỏi gì thì cứ vào bình luận là sẽ ra. Còn trên Discord thì Discord này nó đang chặn một vài thằng, một số mấy cái đường dẫn mới thì không vào được, tôi cũng lấy làm lạ. Bên bên chủ quản nó không cho người vào đây này. Và lúc lăn nó sẽ bị lỗi, chả hiểu điều gì. Như dùng kiểu copy này. Paste. Chị. Đấy. Bằng cách thần kỳ đó nó giật lại. Tôi không không biết làm cái gì luôn. À, thế là xong. Chúc các ông một ngày tốt lành. Tôi họp đây.